Chào mừng quý vị và các bạn đến với video của Điện Máy Cường Linh. Hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2023. Thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn cái mẫu máy trộn cám bên Điện Máy Cường Linh sản xuất và phân phối, cũng như giới thiệu cho bà con một cái số cái chi tiết chúng tôi cải tiến và cập nhật cái phần giá bán của những máy trộn cám này trong cái tháng 4, để những bà con cô bác nào đang có nhu cầu mua một cái máy trộn cám về chúng ta sử dụng trong công việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản, chúng ta có thể tham khảo chúng ta mua. Thì trước mắt quý bạn, đây là bốn cái mẫu máy trộn cám do bên Điện Máy Cường Linh sản xuất phân phối. Thì nó sẽ có các kích thước khối lượng như là 50 cân một mẻ, 75 cân một mẻ, 100 cân một mẻ, hoặc cái máy lớn nhất đấy, cái máy lớn nhất ở xa kia to nhất đấy là 150 cân một mẻ, tương ứng với là 2 bao cám, 3 bao cám, 4 bao cám hoặc là 6 bao cám, một bao là 25 cân. Đấy, thì đầu tiên thì về cái máy thì chúng ta có thể nhìn thấy là máy hoàn toàn bằng inox như này. Đấy, chân đế các thứ thì hoàn toàn bằng inox. Đấy, chân là bằng inox 201, còn thùng máy thì hoàn toàn bằng inox 304 ở đây. Đấy, rất là sáng bóng này. Thì với inox này thì bà con có thể là trộn được là cám ngô, cám gạo, lúa, gạo đấy, hoặc là cám cá, trộn thực phẩm nông nghiệp, hoặc là trộn thức ăn thực phẩm vẫn là được, rất là sạch sẽ ở đây như này. Và với cái inox này thì bà con sử dụng như là thuốc hoặc là muối thì các thứ thì có độ ăn mòn cao thì cũng không bị lo bị reset. Đấy, về cấu tạo thì hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước cũng như là phần motor. Đây là cái con 50 kg, tương ứng với 2 bao, thì phần chân đế hoàn toàn bằng những cái thanh inox 201 hàn lại với nhau như này. Đấy, ở dưới chân đằng trước thì nó sẽ có các cái cao su. Đấy, có cái bọc cao su như này để hạn chế là cái inox nó cạo vào đây. Và ở đằng sau thì nó sẽ có thiết kế hệ thống bánh xe. Đấy, inox đằng sau là nó sẽ có bánh xe ở đây. Thì bà con chỉ cần nghiêng một góc 30 độ thôi thì sẽ là bánh xe nó sẽ tiếp xúc với mặt đất và nó sẽ di chuyển được, giúp bà con đẩy ra đẩy vào rất là dễ dàng. Bên trên này là cái thành lợn, cái lồng để tảo cám. Thì cái máy 50 kg thì chúng ta sẽ có một cái rãnh xoắn ở đây, 1 2 3 4, bốn cái rãnh ở đây như này, một cái trục bao gồm 4 rãnh ở đây. Cái bản này rất là to, cái bản rất là to và được dập vân ở đây. Cái vân dập này thì thứ nhất là tạo cái độ cứng cho cái trục xoắn, thứ hai như là lúc bà con nó quay thì nó sẽ tạo cái độ quát, độ đặc nó sẽ mạnh hơn. Đấy, đây là bên trên thành lồng thì được sơn, được hàn và được mài rất là kỹ ở đây. Đấy, sử dụng inox rất là dày chắc chắn. Đấy, bà có thể nhìn thấy inox rất là sáng bóng. Ở giữa trục này thì nó sẽ, cái trục cao này thì nó sẽ có hai con ốc bắt ở đây, hai ốc 17. Thì lúc bà con chỉ muốn tháo ra vệ sinh hoặc là thay thế thì bà con chỉ cần mở con ốc ở đây thôi. Đấy là chúng ta có thể nhấc được cái trục này lên. Đấy, rất là dễ, thiết kế rất là dễ. Đấy, bà con chỉ cần mở hai con ốc 17 này ra. Cố định với lồng và với máy thì xung quanh thì nó sẽ có bốn con ốc ở đây. Đấy, bốn con ốc, có bốn con ốc xung quanh đây. Đấy, bốn ốc xung quanh máy để bắt vào cái chân này. Đấy, giúp cái lồng chúng ta nó sẽ vững hơn. Còn ở đây là cái mặt trước của máy, thì mặt trước của máy thì gồm cái cửa xả ra. Cái cửa xả này thì nó sẽ có kích thước là 18. Đấy, 18 18. Và hai bên hông thì nó sẽ có gắn hai cái đai. Đấy, hai bên hông thì nó sẽ có gắn hai cái đai ở đây như này. Thì bà con có thể là móc bao vào. Đấy, móc cái túi cái bao chúng ta vào đây để cám nó chảy ra trực tiếp luôn mà không cần phải là đưa tay giữ. Đấy, ở đây là có cái nắp này để điều chỉnh cái lượng ra cám. Nó sẽ có con ốc giữ và con đẩy lên. Lúc chúng ta cần nó cố định lại, chúng ta sẽ bắt vào. Đấy, lúc chúng ta cần cố định lại thì chúng ta sẽ bắt vào đây như này. Đấy, để cố định cái nắp này, từ đấy giúp cái cám nó chảy ra cái cửa này. Đấy, cửa cám nó sẽ ra đây. Còn ở đây là cái phần công tắc. Đấy, on off, lúc bà con sử dụng chúng ta sẽ bật on. Lúc chúng ta tắt chúng ta sẽ bật off như đây, như này. Bà con mua máy thì có sẵn đầy đủ cái cắm dây điện của chúng ta như này. Đấy, dây điện lớn 2.5 này và phích cắm chịu tải ở đây rất là chắc chắn. Khung máy thì hoàn toàn bằng inox hàn lại với nhau rất là chắc chắn ở đây như này. Và phía dưới của máy thì là phần motor. Motor thì chúng tôi đang sử dụng motor 1.1 kg, thì thương hiệu thì có thể là Trần Hưng Đạo hoặc là Toàn Phát. Như motor này là motor của Toàn Phát này. Đấy, còn cái motor bên cạnh đây là motor Trần Hưng Đạo. Thì tất cả các motor thì đều là dây đồng, bảo hành 1 năm. Máy thì hiện tại chuyển đổi sử dụng sang dây cu loa hết rồi. Đây, máy 50 thì cũng có sử dụng dây cu loa hoàn toàn này. Thì máy dây cu loa này thì nó sẽ êm hơn, giúp bà con dễ dàng thay thế sửa chữa hơn trong quá trình sử dụng. Đấy, êm hơn và dễ dàng sử dụng thay thế hơn. Bà con
lúc chúng ta hỏng dây thì chúng ta chỉ cần là chạy ra ngoài cửa hàng bán máy nông nghiệp, bà con mua hai cái dây B33 này thì chúng ta thay rất là nhanh chóng. Đấy, motor dây đồng bảo hành 1 năm. Và ở máy thì nó sẽ có thiết kế thêm cái phần tăng giảm dây của loa đây, như đây như này. Thì motor nó có thể trượt được trên hai cái rãnh của cái chân của cái đế lắp đây. Đấy, nó có thể trượt ra đến tận ngoài này nữa, thì bà con lúc chúng ta sử dụng thời gian dài thì nó sẽ bị nhão dây của loa, thì chúng ta nới lỏng các con ốc này ra. Đấy, nới lỏng để motor có thể xê xịch được. Chúng ta sẽ siết chặt con ốc ở này vào. Đấy là motor tự động nó kéo từ bên này sang bên này, giúp cho cái dây của ta nó sẽ căng ra để đảm bảo công suất hoạt động của máy. Khung máy thì cũng hoàn toàn bằng inox rất là dày. Và ở cái phần bệ lắp máy thì chúng tôi sẽ đã thiết kế thêm là những cái rãnh như này. Thì hai cái rãnh này có tác dụng là lúc chúng ta lắp motor nhỏ, chân nhỏ, chúng ta sử dụng cái rãnh trên. Còn lắp motor cái chân lớn hơn, chúng ta sử dụng cái rãnh dưới ở đây như này. Đấy, rất là tiện lợi, mà không cần phải bà con mua về cũng đã thể lắp được vừa hầu hết tất cả các motor, mà không cần phải chế, không phải đục chọt cái gì cả nữa. Đấy, đây là cái máy 50. Còn đây là cái máy 100. Đấy, máy 100 thì chúng ta sẽ tương tự như máy 50 nhưng kích thước nó lớn hơn. Đấy, cái máy 50 hầu như tất cả các máy thì nó sẽ có cái phần đường kính ở đây là nó giống nhau. Đấy, chúng ta sẽ có con đường kính lồng là 75. Đấy, đường kính lồng tên là 75. Đấy, tương ứng những cái con máy này nó cũng thế. Đây, nó có thể nhìn thấy là 75 này. Đấy. Chỉ khác nhau cái chiều sâu này thôi, chiều sâu lồng, chiều cao lồng. Thì với máy 50 thì chúng ta sẽ có chiều cao là ở đây là 100, 1 mét ở đây như này, nó chiều cao là 1 mét. Chiều cao của 75 kg thì sọ cả có là 1m10, 1m1 như này. Đấy. Của con 100 kg thì chúng ta sẽ có chiều dài là 1m2, và con 150 kg thì chúng ta sẽ có chiều dài là 1m4 ở đây như này, 1m4 con 150 kg. Còn về cái phần kích thước đường kính miệng lồng thì nó hoàn toàn giống nhau. Đấy, đây là con 75 kg thì cái rãnh xoắn nó sẽ cao hơn. Đấy, rãnh xoắn nó cao hơn. Motor thì chúng tôi sử dụng motor trần hưng đạo. Đấy, trần hưng đạo hoặc là toàn phát thì có thể là tùy được motor mà chúng ta lắp thì nó thì giống nhau thôi, đều motor dây đồng bảo hành 1 năm. Còn đây là 100 kg. Đấy, thì thùng nó sẽ dài hơn, cái rãnh xoắn nó sẽ cao hơn. Đấy, 1 2 3 4 5, 5 cái rãnh xoắn ở đây. Và thiết kế thì nó cũng hoàn toàn giống nhau thôi, nó to hơn, cao hơn đây. Motor ở đây. Motor này thì là motor này là motor 3 pha, cái này là khách lắp thêm, cái này là khách yêu cầu lắp motor 3 pha. Còn nếu mà bình thường bà con sử dụng điện gia đình thì cũng sẽ lắp motor 1.1 một pha này. Còn đây là khách yêu cầu lắp motor 3 pha. Motor 3 pha này là motor 3.5 3 pha. Còn ở đây là 150. 150 thì đây bà con, 150 rất là cao, 1m4. Đấy, rãnh xoắn rất là nhiều, rãnh xoắn đảo rất là nhiều. Và ở giữa thì mình sẽ có thiết kế thêm hai cái thanh răng ở đây như này để hạn chế cái phần đảo ở cái phần lồng trên. Đấy, cái xoắn trên thì giúp cái xoắn chúng ta nó sẽ cân trục, nó quay, nó sẽ êm, nó sẽ đệ bền hơn. Đấy, nó thiết kế hai thanh xoắn, xoắn ở giữa chiều cao 1m4. Và với cái máy này thì chúng tôi sử dụng motor đây, motor dây đồng là 2 kg 2. Đấy, motor dây đồng toàn phát 2,2 kW. Đó, nhìn 2,2 kW tương ứng với 3 ngựa. Đấy, máy 150 kg thì dùng công suất lớn hơn. Và máy thì cũng sử dụng được điện một pha. Lúc bà con mua thì cũng có đầy đủ tích cắm và dây điện cho bà con như này. Còn về phần giá bán thì hiện nay cái máy 50 kg 2 bao thì sẽ có giá là 6.700.000. 6.700.000 máy 2 bao 50 kg. Với cái máy 3 bao 75 kg thì chúng ta sẽ có giá là 7.300.000. Đấy, với cái máy 3 bao chúng ta sẽ có 7.300.000. Cái máy 100 kg 4 bao thì giá là 8.200.000. 8.200.000. Đấy, inox rất là sáng, được gò hàn rất là kỹ. Đây, những cái chỗ mối nối này, đấy, hàn mài lại nhau rất là kỹ này. Còn cái máy 150 kg này tương ứng với 6 bao thì sẽ có giá là 10.300.000. Đấy, đây là những cái máy motor điện một pha. Còn trường hợp bà con lắp motor 3 pha thì giá nó sẽ cao hơn, từ 5 đến 700.000 so với motor 1 pha. Đấy, 6.700.000, 7.300.000, 8.200.000 và 10.300.000 cho 4 cái dòng máy này.
Thì quý vị bà con có nhu cầu mua máy trộn cá, máy trộn thức ăn chăn nuôi, thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ số 36 đường Cổ Điền, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình 0922 252 666 hoặc là 0866 628 266 để được tư vấn cũng như là bảo giá tốt nhất về sản phẩm. Chân thành cảm ơn quý bà con đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video các sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.